Chào mừng anh em trở lại với YouTube Cày Chảo Vũ Hải trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì em lại lên một sản phẩm dàn cày 5 chảo phá lâm tầm trung lưỡi khế, sử dụng là đường kính chảo là 580. Lưỡi khế hay là còn gọi là lưỡi hoa thị răng cưa, sử dụng là lưỡi của Mỹ. Để dàn này thì em cấu thành và đóng đặt cho anh khách ở Phú Yên. Khách ở Phú Yên, dàn này thì em đóng đặt cho máy Isaki 8000. Với cái giá thành em xuất xưởng thì em báo giá luôn. Giá thành xuất xưởng dàn này của em là 28.500. Em bao phí ship vận chuyển. May ơi, cốt trục rất là to, chắc và sử dụng là hoàn toàn là công nghệ hàn mic, thế nên là mối hàn rất dẻo dai và chắc. Đấy, mối hàn rất là đẹp luôn. Ngoài ra thì may ơi được làm kín chống nước vặn gen phía sau, nên là anh em này yên tâm rằng là đổ nhớt, đổ dầu vào trong này anh em chạy thì bi mà đã ngâm dầu ngâm nhớt thì anh em biết độ bền của nó rồi, quá là bền luôn. Cái chảo thì sử dụng bắt mặt bích kẹp và trụ được bắt bằng 6 bu lông M16. Mặt bích chịu lực thì em sử dụng là mặt bích 2/2, còn mặt bích gia cường để đỡ thì em sử dụng là 1/5. Đấy, dàn này rất là chắc luôn. Đây em mới gá là có 4 con để chúng em cấu thành dàn thôi. Còn trong lúc mà vận chuyển thì là chúng em sẽ lắp thêm bu lông vào để cho nó đủ bộ cho anh em. Vì là đằng nào thì khi khách hàng ở xa vận chuyển em vẫn phải tháo ra, nên là em gá vào đây cho đủ thôi, gá định vị thôi. Ê, mẫu năm này thì về góc độ kỹ thuật cũng như là hiệu quả chất lượng dàn thì em đã thay đổi và cải tiến mẫu mã mới cũng như là góc độ mới, thế nên là khẳng định với anh em rằng là chất lượng cũng như là hiệu quả là anh em sử dụng là yên tâm và bén hơn ngày xưa rất là nhiều. Ngày trước anh em mua sản phẩm của em làm nó đã ngon, nó đã được, anh em gọi là anh em đã chấp nhận rồi, thì đến giờ phút này anh em sử dụng sản phẩm này, anh em sẽ cảm thấy sướng cái cuộc đời luôn, và sướng cái con người hơn khi cũng là anh em sử dụng máy cày. Mặc dù anh em sử dụng máy cày nhưng em tin rằng là anh em sử dụng cái sản phẩm này, anh em sẽ thấy một cái mức độ tầm cao mới, như là anh em ngồi ở trên cái máy cày nó không vất vả như ngày xưa nữa, hoặc cũng không phải vất vả như anh em sử dụng cái sản phẩm của những nơi khác người ta đóng. Với trọng lượng dàn vào đâu đó khoảng tầm 450 cân, nên là em khẳng định là với cái dàn phá lâm như thế này thì con Isaki 8000 nhấc quá khẽ cái là được luôn. Nhưng mà trọng lượng nó có nhẹ, nhưng mà không phải vì thế mà nó kém phần hiệu quả đâu anh em nha. Bởi vì chúng em cái thứ nhất là cải tiến về cái độ chếch của chảo này. Đấy, anh em để ý này. Cái hai nữa là cái góc chéo của chảo này để mình lật đất ra. Thì cái thứ nhất là đất sẽ lật đẹp hơn, đất sẽ lật đẹp hơn và máy kéo sẽ nhẹ hơn. Đồng đất với đó, đồng nghĩa với này ở đấy nữa là úp đất sẽ mượt mà hơn, không tạo luống, và đất của anh em cày lên nó sẽ phẳng hơn. Rồi, em rất cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian của mình theo dõi video của em. Kính chúc anh em thật nhiều sức khỏe và có vụ mùa bội thu. Đừng quên bấm đăng ký kênh của em và cho em một tim một like vào trong bài viết, để cho video của em sẽ được phát tán rộng hơn nữa và nhiều anh em biết tới sản phẩm của em hơn nữa. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả mọi người. Hẹn gặp lại anh em trong tất cả các video tiếp theo.